Chào các em, sau đây tôi xin giới thiệu một số thông tin về học phần Pháp, khóa học đại cương này. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Vinh Tiến, là giảng viên của bộ môn Công nghệ học, khoa Công nghệ học và Thực phẩm. Thì nếu trong học kỳ, nếu mà có việc gì cần gặp thì các em có thể tìm gặp ở phòng 801 ở tòa nhà trung tâm, hoặc có thể gửi mail qua địa chỉ email như trên hình ở đây. Rồi về tài liệu học tập của môn này của chúng ta thì có ba cái tên loại tài liệu mà các em có thể học theo một trong ba cái này đều được. Cái tài liệu thứ nhất đó là cái bài giảng hóa đại cương. Bài giảng này thì ở trên trang LMS đều có, và nó sẽ được phân ra, mỗi chương sẽ có một file bài giảng. Thì trong cái file bài giảng này đã có đầy đủ hết những cái thông tin, những nội dung kiến thức, những cái công thức cần thiết, và có cả các cái bài tập ôn tập ở cuối cái chương. Cái tài liệu này thì các em có thể đến quầy photo hỏi cũng có, thì hỏi thì sẽ thấy trên cái cuốn này là bán cuốn này là tên tác giả sẽ cô Phan Thị Anh Đào. Ngoài ra tài liệu học thứ hai đó là cái clip bài giảng trên cái trang LMS này, thì tôi sẽ ghi hình lại các cái bài giảng, ví dụ như bình thường ở trên lớp giảng như thế nào thì tôi sẽ ghi hình lại thành các cái video clip theo những cái nội từng nội dung nhỏ để chúng ta học. Ngoài ra các em có thể đọc cuốn giáo trình tên là Hóa học đại cương của Nguyễn Đức Chung. Cuốn này thì chúng ta có thể mượn ở thư viện, hoặc nếu không thì chúng ta có thể tìm ở trên mạng thì cũng có thể thấy. Rồi khi vào cái trang LMS này, một cái lớp học trên đó, thì chúng ta sẽ thấy ở đầu cái trang sẽ là một số thông tin chung về môn học này. Và các em sẽ thấy link đến một cái file gọi là đề cương chi tiết của môn học. Thì trong cái file này sẽ có những thông tin, ví dụ như là chúng ta sẽ học những nội dung nào, thứ tự học, tuần 1 học cái gì, tuần 2 học cái gì, mỗi chương, mỗi bài thì sẽ có những cái yêu cầu nào mấy em cần phải đạt được, cần phải nắm được, để khi của em đã học xong đã kiểm tra lại xem những yêu cầu của bài học để mình biết xem mình đã nắm được hết những nội dung đó chưa. Ngoài ra về cái giáo trình học thì sẽ là cuốn Hóa học đại cương Nguyễn Đức Chung, và thì nếu mà tìm thấy file thì có thể sẽ đưa đưa lên trên đây nha, còn không thì chúng ta sẽ mượn ở thư viện hoặc là tìm trên mạng. Ngoài ra ở trên cái trang này các em sẽ có hai bộ câu hỏi, một bộ câu hỏi tự luận để ôn tập và một bộ hỏi trắc nghiệm để ôn tập. Thì hai bộ câu hỏi này chúng ta có thể mở ra xem sau khi học xong mỗi bài, mình sẽ tự làm những bài trong đây, hoặc là trước khi thi học kỳ thì chúng ta có thể mở ra chúng ta xem trả lời để tự ôn tập. Riêng cái phần câu hỏi trắc nghiệm thì nó sẽ có cái bộ đáp án có sẵn luôn, thì khi chúng ta làm xong cái các câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta dò xem đáp án của mình đúng hay sai. Ngoài ra ở đây chúng ta thấy có một cái bảng phụ lục các công thức. Cái bảng phụ lục này chính là cái bảng sẽ được cung cấp trong cái đề thi của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải học thuộc lòng một số thứ, ví dụ như hằng số R cùng với đơn vị của nó, cũng như là cái hằng số ra đây và đơn vị. Ngoài ra còn có các công thức cơ bản trong môn học này nha. Thì các em xem để coi coi mình sẽ được cung cấp sẵn những công thức nào, những công thức nào thì chưa có sẵn mà quan trọng thì chúng ta phải chịu khó học. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần announcement, thì chúng ta không cần phải để ý ha, thường sẽ không nếu có thông báo gì tôi sẽ thông báo trên trang online cũng như trên trang LMS này bên ngoài luôn, chứ không có đưa vào trong cái mục announcement ở đây. Rồi tiếp theo sẽ là phần nội dung học của từng chương. Thì các em sẽ thấy trong phần này sẽ có một cái vài câu giới thiệu về môn học, cái chương này sẽ học những cái nội dung nào. Sau đó sẽ có cái file PDF thì bài giảng của từng chương. Trong cái file PDF này thì chúng ta sẽ thấy những cái chuẩn đầu ra, những nội dung nào chúng ta sẽ học và cái bài giảng ở trong đó. Thì thực ra các em xem các cái nội dung này, xem cái file này học thì cũng đã đủ nội dung rồi. Thì chúng ta sẽ có thể sau khi xem xong chúng ta làm bài tập ở nhà thì sẽ hiểu hơn. Ngoài ra còn có hai cái file PowerPoint. Các file PowerPoint ở đây chính là cái mà bình thường sẽ được trình chiếu ở trên lớp, thì tôi đều
post lên đây để những bạn nào muốn thì có thể về nhà tự xem lại nếu cần. Ngoài ra sẽ có những cái video clip minh họa những cái thí nghiệm minh họa cho những cái nội dung học ở đây, thì nếu ở trên lớp tôi có chiếu lên thì ở đây tôi đều đưa sẵn cái link YouTube ở đây các bạn có thể xem nếu muốn. Một điều rất quan trọng đó là ở mỗi chương nó sẽ có những cái bài trắc nghiệm, thì ở đây đều đánh số trắc nghiệm tuần 1, tuần 2, tuần 1, tuần 2, tuần 3 đánh theo theo thứ tự, thì chúng ta học xong tuần nào thì chúng ta làm bài trắc nghiệm tuần đó. Và lưu ý là cái trắc nghiệm này là có tính điểm, thì tí nữa tôi sẽ nói về cái việc điểm số sẽ tính như thế nào. Đó. Những chương sau thì tôi sẽ đưa cái bài trắc nghiệm lên sau, học tới đâu mình sẽ đưa lên tới đó sau. Đó, như vậy tất cả nội dung học nó đều đã được đưa sẵn ở đây cho chúng ta, thì em sẽ học đây. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái Grand đang ghi hình cho nên 5 phút nữa em thương mình nhỏ nhỏ thì chắc là tí loại nhiễu được không sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái cách kiểm tra đánh giá thi của môn học này như thế nào. Thì như mọi môn thôi thì thi cuối kỳ sẽ chiếm 50% điểm môn học. Hình thức thi sẽ là trắc nghiệm. Trắc nghiệm theo kiểu 4 phương án lựa chọn một đáp án đúng. Thời gian thi sẽ là 75 phút. Thông thường thì số câu hỏi sẽ là khoảng 40 câu. Nhưng mà con số chính xác thì sẽ được thông báo khi mà gần đến kỳ thi. Môn này chúng ta thi không mang theo tài liệu ha. Và trong đề thi đã có sẵn một cái bảng phụ lục như lúc nãy tôi có nói. Phụ lục này là có các cái hàng số và các cái công thức cơ bản cần thiết. Rồi về điểm đánh giá quá trình chúng ta thì sẽ có 3 cột điểm. Ba cột điểm này chúng ta sẽ lấy trung bình, chúng ta sẽ ra điểm quá trình. Cột điểm thứ nhất chính là điểm trung bình tất cả các cái bài trắc nghiệm online hàng tuần của các em trên trang LMS. Các bài kiểm tra, các bài online hàng tuần này là chúng ta được phép làm nhiều lần và sẽ tính điểm lần làm cuối cùng. Thì những bài này cho phép làm nhiều lần và tính điểm lần làm cuối là để khuyến khích các em sau khi làm xong chúng ta xem lại xem coi nếu như có những cái nội dung nào khi mình làm mình cảm thấy mình nắm không rõ lắm thì chúng ta mở tài liệu ra chúng ta xem lại và chúng ta làm lại lần thứ hai, thứ ba, cứ mỗi lần làm là một lần chúng ta học để kiểm tra xem, tự đánh giá xem phần nào mình chưa có nắm rõ. Và hy vọng là càng làm thì cái điểm chúng ta sẽ càng tăng lên ha, và chúng ta sẽ tính điểm lần làm cuối cùng. Ngoài ra chúng ta sẽ còn hai bài kiểm tra, một bài sẽ diễn ra vào tuần học thứ 8, tức là ngay chính giữa học kỳ. Bài này cũng sẽ là trắc nghiệm, hình thức thi sẽ giống như là thi cuối kỳ để chúng ta quen với cái thi này, cái làm bài này. Thì nội dung sẽ là những nội dung trong bài từ tuần 1 tới tuần 7. Bài kiểm tra thứ hai sẽ rơi vào cái tuần học cuối cùng là tuần thứ 15. Thì hình thức cũng vẫn là trắc nghiệm và nội dung là từ tuần 8 đến tuần 14. Không được, không sao. Không, anh chỉ ghi cái màn hình chứ anh không có quay anh.